đi theo cả km giúp ô tô khác đóng nắp bình xăng, nhưng vẫn bị nghi ngờ là xin đều. Mới đây, một clip được một tài xế xe tải quay lại được, nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng. Theo đoạn clip được chia sẻ, trên đường đang có nhiều ô tô dừng đèn đỏ thì bất ngờ có một người đàn ông mặc áo đen tiến đến gõ cửa chiếc xe màu đỏ. Sau khi nói chuyện với tài xế trong xe thì anh đã tiến ra phía sau đóng nắp bình xăng hộ rồi mới tiếp tục hành trình của mình. Đoạn clip đã nhận được sự quan tâm của nhiều người, ai cũng dành lời khen cho hành động của người đàn ông tốt bụng này. Tuy nhiên, khi nhìn thấy anh tài xế bên ngoài gõ kính gọi thì tài xế trong xe lại cảm thấy hoang mang, không dám mở cửa ô tô vì sợ bị xin tiền đều. Thấy tài xế xe đỏ nghi ngại, người đàn ông đã chỉ tay về phía sau xe đỏ để ra hiệu bình xăng chưa đóng nắp. Lúc này, tài xế vẫn không mở cửa và nói với anh tấn tài rằng tưởng nhân viên cây xăng đã đóng luôn nắp bình giúp rồi. Nghe vậy, người đàn ông tốt bụng liền tiến ra sau đóng luôn nắp bình xăng hộ chủ nhân của ô tô màu đỏ rồi mới tiến về xe của mình để tiếp tục hành trình. Chỉ khi anh đi về xe của mình, tài xế ô tô đỏ mới mở cửa xe và đưa tay cảm ơn bác tài. Có lẽ, người đàn ông này không hề biết, anh tài xế tốt bụng đã đi theo mình hơn cả cây số vì muốn giúp đỡ. Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ai cũng dành lời khen cho hành động giúp người của bác tài, đôi khi chỉ cần làm việc tốt để bản thân cảm thấy không áy náy, chứ chẳng cần quan tâm đến người khác nghĩ gì. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, nhớ đăng ký kênh Tin Mới 3 Phút để cập nhật tin tức mới mỗi ngày. Xin cảm ơn.